She just wants to go around and see things. Yeah. You want to look at all of it. Trời ơi, con nhìn coi, con nằm nhìn ba đi quýnh kìa. Giờ hồi đó mới đẻ ra giống Bali. Giờ là thấy giống Vinh Sành rồi đó. Không có giống Bali nữa rồi. Mình giờ có mấy cái chỗ này nè cả nhà, bán xôi với bán ấy nè, để trang trí đẹp kìa. Không, cái bên có mấy hộp xôi rồi ở bên đây có cái gì giống như lá dứa vậy đó, cái xe vậy đó, đẹp ha. Sáng hôm nay thì chồng Ngọc á là muốn đi ăn đồ ăn sáng của Mỹ, nên là ảnh search trên mạng có một cái quán này để coi coi sao. Chị này đang đứng chờ chặt dịch quay dùm cho Ngọc nè. Đi ngang qua thôi, thấy xôi ngon quá thì đi vô. Ai ngờ cái quán này anh nhìn Nhật nó cũng nổi tiếng lắm. Một con da heo nè, máng nè. Ô mà trời. Vì Quynh đứng không ai nhìn. Em chị một ổ bánh mì heo quay, em đừng có bỏ hành đó dùm cho chị nha. Chị không hành hả? Ừ, không hành, không đồ chua. Dưa leo, chua. Dưa leo thôi, đừng đồ chua dưa nha. Thịt leo. Ừ, thịt leo thôi. Cảm ơn em ơi, có thối tiền anh ơi. Quá trời đông luôn mà bánh mì làm sẵn tại đây luôn cả nhà. Heo quay nè, coi heo quay sắc ra nè. Wow, nhìn hấp dẫn không? Con dịch hấp dẫn. Dịch này dịch gì Ngọc không biết, nên dịch quay gì á, dịch quay thường thôi. Thôi coi kìa. Từng cái miếng sườn rồi mình mới heo quay kìa. Ngon ghê không? Da heo nè. Một ký một con vịt. Dạ. Ký thịt heo quay với con vịt với một ổ bánh mì. Không sao. Ở đây có bán cơm heo quay nữa nè. Bên đây thì chặt heo quay đó, làm cơm heo quay nè. Nhìn miếng thịt heo quay ngon ha. Ở đây nổi tiếng rồi. Phải không? Ai biết đâu, đi ngang thấy ngon. Cái duyên, nhiều lúc mình không có tìm tới nó mà tìm tới mình. Nó gọi là cái duyên. Chút nữa mua mấy ổ bánh mì không về cho con trai ăn. We should buy some the bánh mì không to bring home for JD. Bánh mì chị là chỉ có dưa leo với lại heo quay thôi nha em nha, đừng có bỏ gì hết được chị. Với lại ớt cũng được. Tự nhiên cái đi ngang qua chỗ này, đáng lẽ là mới đầu là tính đi ăn sáng ở quận 2, nhưng mà sau đó thì gần cái chỗ của ca sĩ Ngô Thanh Vân quá, nên là chồng anh cũng muốn qua đó để thử cái chỗ nhà hàng mới mở á. Rồi cái đi ngang qua chỗ này thấy ngon quá, đứng đây đó mà bây giờ không thử là không được, nên là Ngọc mua nửa ổ bánh mì, Ngọc nửa ổ, anh Nhật nửa ổ, để chút đó gì mình vô nhà hàng mình còn có bụng để mình ăn nè anh Nhật nè. Cảm ơn. Để mình thử cái ổ bánh mì heo quay anh Nhật. Anh Nhật ăn đây cho bao giờ chưa? Ăn rồi. Ủa ăn rồi hả? Ngon không? Ngon. À. Mà. À. Đây. Đó cả nhà coi nè. Không, bên bánh mì heo quay nè, có heo quay này, cô Ngọc thì ăn heo quay với lại ớt với lại dưa leo thôi. Mời cả nhà ăn thử nha. Ừ.
Nước sốt đây ngon à. Quán không kịp trở tay luôn. Hôm quán chị Ngô Thanh Vân mở cửa lúc 11 giờ. Giờ là 10 giờ 15 à. Ăn hơi sơ sơ chút vậy đó. Nó đơn giản mà ngon. Dừng lại ăn cũng được. Dừng rồi I'm đi qua nhà sách luôn nè. So it says this is a walking to a night street. Rất là đơn giản mà ngon. Heo quay ngon, bánh mì ngon, nước sốt ngon. Bánh mì 20 ngàn, bánh mì heo quay 20 ngàn rẻ. Ngọc mua thêm 1 ký thịt heo quay luôn. Thịt heo quay Ngọc nói cả nhà mình mà tới đây một cái là không thể nào mà trong này có bán nha. Không mua thịt heo quay được hết. Ây da, ăn miếng ớt vô nó cay quá. Đây cả nhà coi thịt heo quay nè. Miếng nào miếng đấy nó mọng, nước nó juicy mà nó. Cái da của nó nè cả nhà, 1 ký thịt heo quay này ký mốt 420 ngàn. Cay. Rồi ok, bây giờ thử kiếm một miếng ngon nhất ăn cho cả nhà xem như thế nào nha. Mời cả nhà. Thơm. Đầu tiên là thấy thơm rất đã. Giòn. Thể ướp vừa phải. Không bị khô. Nè, nó mới biết là ướp vào thôi. Béo. Wow. Không coi gì vậy, ăn với bánh hỏi không? Phải đỉnh. Ngon. 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 So crunchy, so crispy. Very juicy. Thì quay dễ nhà ăn thì quay phải chấm rồi chứ ăn đàng hoàng. One more. Which one? Whichever one. Giờ Ngọc đang ngồi ở ngoài đường Ngọc uống trà tắc. Giờ chồng Ngọc anh đi siêu thị cả nhà. Anh qua cái khu quận 2 này giờ anh khoái quá cả nhà. Đang ngồi đây nè. Đó, vô đi siêu thị ở trên đây nè. Bởi ở đây đối diện có cái ăn nè, anh kêu vô Ngọc nói thôi đừng vô, kiếm vô cái chỗ này thử coi, mà anh thấy cái chỗ này còn anh thích, còn thích thú hơn nữa. Vô kiếm đi Quynh coi làm gì mà lâu dữ vậy ta. Cả nhà Ngọc để ý đây toàn người Mỹ không cả nhà, người nước ngoài không chứ. Siêu thị này toàn đồ nhập khẩu không cả nhà. Mà đi vô đây như cái này là của Nga hay là của nước nào nè. Đây nè. Mấy cái chai dầu gội đầu này cũng vậy. Tăng nách cũng vậy nè. 120 ngàn chai. Nè, mấy cái đồ mà xịt thơm phòng thơm đồ nè. À để hỏi cái này cái. Đây. Ồ, mấy cái loại nước sparkling water nè. Một thùng luôn nè. Wow, ở trong đây bán nhiều đồ nhập khẩu luôn á cả nhà. Nước uống nè. Nước cam. Ồ, dạng chai luôn. Đặc dữ. Bia kem. Sữa chua. Rồi giờ tới nơi nè. À chanh chanh noodle nè, mở cửa chưa nè. Giờ này là thấy trống trải nè, khỏe nè. À. Rồi anh giờ kiếm chỗ đầu xe đi rồi vô. Ê, còn 15 phút nữa. Trời ơi nay cho mình đi sớm dữ người ta. Đây. Bay Chef Huy Trần nè, mở cửa từ 11 giờ tới 3 giờ chiều, từ chiều đóng cửa. Đóng cửa 5 giờ mở tới 10 giờ tối. Please wait to be seated. Chờ. Đây là cái không gian ở bên ngoài quán này cả nhà. Từ cái siêu thị đó đi vô đây có chút xíu à, quá gần luôn. Anh Nhật đang kiểm chỗ đầu xe dưới kia. Phải chính xác giờ mới mở cửa, giờ mới có 10 giờ 59 phút và 57 phút. Chị Ngô Thanh Vân với anh Huy là vô trống rồi đó. Ở đây cũng ngoài đây cũng có nước uống nè, có bánh rồi này kia ăn ngồi đợi rồi nè, cũng có cái quạt. Cái quạt ngồi ngoài đây mặc dù nó nóng nhưng mà có quạt cũng đỡ đi, chứ không có quạt là đuối luôn. Ok.
chồng Ngọc anh có biết chị Ngô Thanh Vân đây là nhà em rất là hào hứng. Dạ rồi. Chà, bạn dễ thương vậy. Ngồi đây Nhật. Hả? À, Ngọc Giang quán này cả nhà. Chị Ngọc mới vừa tới đây order rồi. Ở trong đây là hiện tại người ta chưa có trả tiền mặt hay sao á, người ta bắt buộc phải quẹt thẻ. Rồi cái đang kêu ba cái loại nước best seller ở bên này luôn. Đó. Cái ở ngoài thì ngồi nóng mà trong đây mát ha. It was à mới làm chạy từ trên đây đúng nên là nó hơi nó mát. Nhỏ nhỏ xinh xinh đó chị Ngô Thanh Vân kìa. Ý là nói là tôi lại tôi coi cái phim của chị là thích coi phim của chị rồi vậy đó. Không mà thiệt sự bên Mỹ là có một mình chỉ là đi Quynh biết nhiều thôi chứ còn đúng rồi. Yeah. Hả? Cái này mà Guardian đó. Chứ mình bắt thử á. Không biết này nhiều lắm, nãy đi Quynh lên sạch thấy coi nó nhiều lắm. Thì hôm nay chụp hình với diễn viên Hollywood. Mai mình chưa sớm thôi, tôi kể là coi như làm cái thua, thua. Luôn á. Anh thấy cái kế hoạch em hay không nhỉ? Anh thấy em đúng hay không nhỉ? Mình mới canh mình hút từng giây. Anh Bảo sẽ rất là bất ngờ vậy. Mới điện cho Bảo nè. Ủa điện hả? Không đúng lẽ vậy. Chưa nắng mà sức khỏe khổ vậy. kế hoạch đúng hay luôn. May like Bảo and we wanted to go yesterday but it was too late. We gotta have to wait a long time. Oh yeah. So now we're second in line. Yeah, so like good. All of a sudden it's happened and you wanted somewhere for the breakfast. Yeah. And then it's just somewhere around here. I'm like, yeah, let's go here. That sounds good. Hồi nãy lúc mà đưa cái địa chỉ cho anh Nhật đi em cũng biết mình đang đi đâu nữa. Đi Quynh em gọi em mới hỏi anh Nhật nhớ không? Hỏi mình đang đi đâu cái Nhật nó qua quận 2. Cái bắt đầu cái đầu em nhảy số liền. Cái đầu em bắt đầu em nhảy số em kế hoạch liền. Trời. Anh Bảo chưa được thử, anh Nhật thử cái quán này rồi đó nghe Bảo nghe. Con mà Bảo mà chờ là hơi rồi, Bảo làm chưa chờ đâu. Người nóng tính lắm. I said Bảo wouldn't want to wait for this. Những cái kệ bánh ở dưới nó như ngày xưa của mình vậy đó. Bánh tuổi thơ đó. Nhắc tới cái bánh tuổi thơ Ngọc mới nhớ, hồi bữa Ngọc cho ăn chay nó ăn cái kẹo tuổi thơ. Nó ăn có cái kẹo ngon lắm. Cái hả, cái nó nói mẹ your childhood is really awesome. Là tại vì ăn được cái kẹo ngon đó, nó tuổi thơ của mẹ tuyệt vời quá. Đi Quynh kiểu như đang vui mà về Việt Nam lần đầu tiên mà mình gặp được một cái diễn viên mà ảnh biết á, hiểu không? Nên là cái kiểu vui vậy đó, kêu gửi hình qua liền ngay lập tức này, let me see đó, trời đó, cười quá dữ luôn. Vui chứ. À, hai vợ chồng ảnh chỉ ngày nào chắc cũng ngày nào cũng tới quán hàng sau nè. Thấy chưa, trước giờ mở cửa 15 phút là tới rồi. Ai? À. Chan. Trà hoa cúc Nha Đam. Rồi, cảm ơn em. Trà hoa cúc Nha Đam nè cả nhà. À, một cái loại uống, một trong những cái best seller của quán đó. Ủa, vậy cái này là gì? Dạ, cái này là chanh bạc hà. À, chanh bạc hà hả? Nãy bé nói trà này nè, cái này mới là trà hoa cúc Nha Đam nè. Chân dây xí muội nè. Rồi ok. I call three different one and three best seller. Okay, what's this one? Just like lemonade. This one? Mint, got mint in it and this is got, I don't think you're gonna like that. Xí muội thì chắc thì Quynh không thích đâu. Yeah. Yay. À cái đó đó. Này có bạc hà trong đó nữa. Có mấy cái bông cúc ở trong này nữa cả nhà. Rồi ok, đi Quynh thử quán của diễn viên Hollywood nổi tiếng. It's more like jasmine tea. Just like jasmine tea. Giống như trà lại vậy đó. Thơm. It tastes like that tea that you drink in the... Nè, thử đi. Thử rồi thích cái nào lấy cái đó. À, phở của anh Nhật nè. Ừ. Yes, the lemonade. Cái bàn dễ thương lắm nha cả nhà, cái bàn chút xíu vậy nè, ngồi đúng ba người ăn vậy nè. Rồi ăn phở chay đi anh Nhật ơi, thưởng thức đi. Trong đây có chanh nè. Chanh ớt. Tô phở chay, đơn giản.
đồ chay mà. Có nấm, có giá đậu sẵn trong ở trên rồi. Có hành, rồi có vài cọng rau rồi kia. Rồi ớt đi. Ớt này chắc phải cho anh Nhật thêm hũ nữa quá. Vô đây ngồi là mát nè. Còn ở ngoài thì hơi nắng 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 chút xíu nên cả nhà mình có đi đi trước khi mở cửa cả nhà. Là ổn á. Chú ý hút cái nước anh Nhật ơi, chú ý hút cái nước. Ok không? À, miếng trộn chân trang nè, đúng rồi đó. À, súp canh cải ngồng ăn kèm. À rồi, chị cảm ơn. Đây nè, này là cái như là cái best seller ở đây luôn nè. Mời cả nhà ăn cái miếng trộn chan chan nổi tiếng ở đây nha. Cái đó là bún Thái phải không em? Yeah, be careful. Mùi thơm nè. Còn bún bự nè. Miếng trộn chan chan chứ lộn miếng bự. Này cay không biết. Mời cả nhà. Cái mùi cái vị nó giống như có đậu xanh ở trong đó, mới lọt xanh đậu phộng á, ăn thử Nhật mình tới đều để mình ăn thử mà giờ đưa cho đều quên ăn thử luôn cả nhà. Là bánh bao có vô tinh đà đi. It's like a really peanut. Like a peanut stuff. Không có quá mặn. Cái này nếu mà em ăn á là em muốn cho một chút nước tương nữa. Thử đi Nhật, thử đi. Nãy ăn được bánh mì với đó là hết nổi rồi hả? Còn này là bún Thái nè cả nhà. À, có ớt, có đồ này kia, có dưa dưa. Cái gì đó. À, rau muống nè, rồi tàu kỳ. Cà chua. Cái này á, là chủ yếu là kêu ra review cho cả nhà mình xem chứ cũng còn chưa hết món đâu cả nhà. Này đi đông kêu mới ăn được hết ha. Trong đây thì thật sự cũng không có nhiều món nên là đi có chừng kêu 5-7 người là hết rồi. Muốn thấy chua cay cay mà cay là cay cay nhẹ nhàng thôi chứ không có cay dữ. Này giờ cái bánh bao giống như kẹp nếu mà cha mặn của mình thì kẹp với lại barbecue rồi vậy đó. Barbecue thịt mỡ bao chứ không phải hamburger. Can I see inside, what's inside? Có dưa leo nè, có nấm nè, rồi đồ chua. Đây, đây nè, giờ cháu quẩy của The Win nè. Oh, The Win is the fresh cháu quẩy. Let's see how fresh that is. Cái này giống y chang như, nhìn giống như sữa. Nhìn giống như sữa ngon không? Giống sữa mà không biết phải sữa không mà. Ăn đi Nhật, thử đi. Nè nè. Nè. Cảm ơn ơi. Hai bên lận mà. Yeah, ngon. Very good không? It's different. Different? Than the chow way on the street. It's more like a donut. Chồng mà bánh nó khác với lại những cái cháo quẩy ở ngoài đường mình anh hay ăn á. Giống more like donut. Giống hơi donut. Ngon. Yeah, ngon bê bích. Ngon quá. Ngon quá à. Mấy cái quẩy nè để đi review chứ mình review cũng sai nữa. cho gọi là vua review, à, vua cháu quẩy. Okay.
regular chow mein like this. Mm-hmm. I gotta eat it with soup or something. Yeah. It's different. Nếu mà cái cháo quẩy bình thường là đi Quỳnh không thể ăn kiểu này được. Phải ăn kem với súp. Còn cái này là cháo quẩy giống như để mình ăn. Ăn giống như dessert vậy, nhỏ ngọt ngọt. Yeah, it's a dessert. Như cái này mà, đây like a scoop of vanilla ice cream. No, that's a perfect calorie. Yeah. Cái này em nói ăn mà cái này á, cái này nè, mà bỏ một chút kem lên ăn nữa là ngon á. Kem, kem vanilla vừa lạnh lạnh lạnh, béo 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 rồi vậy đó, ngọt ngọt vậy đó. That's why I ordered two of them. We gotta sneak them in our pockets. No, no, no. They, you can to go the cháo quẩy. Này là mình ăn không hết là mình không có to go được cả nhà. Trời, không gian bây giờ quá trời người luôn rồi cả nhà. Quá trời khách luôn chứ. Có bơ đậu phộng đúng không? Bơ đậu phộng thì chấm cái này nó mặn mặn. Này có lá dứa đây nè. Ok. Well, mission completed. Rồi cuối cùng cũng đi ăn được, cũng review được rồi. Như xe của Ngô Thanh Vân này. Đúng rồi, hồi nãy chị xuống bằng xe đó đó. Ừ. Anh giật cái nó hình như xe của Ngô Thanh Vân nè. Ngô Kiến Huy mới mua cho đó. Đâu phải Ngô Kiến Huy, tầm 7 không à. À, Huy Trang. Ờ. That was awesome. It was the best chow mein I've had in Vietnam so far. Wow, quán mới mở mà đông khủng khiếp anh Nhật ha. Đó tiếp tục đông hoài vậy đó cũng mừng. Hồi nãy ông mà bán bằng cục ngoài dạo á. À. Ok rồi, hôm qua thứ bảy nha. Đã xếp hàng dài trên con đường luôn á. But I don't even know if I can call it chow mein because it's more of a breakfast bread than a soup dipping bread, you know? Yeah. It's different, but it tastes amazing. Thì Quỳnh kêu order thêm về mà Ngọc nói là cái này mà order thêm về ăn không ngon đâu. Nó phải ăn ngay tại đó mới ngon, nóng. Vừa ra giòn chứ còn giờ về tới tối ăn là thua. Em về hâm lại nó dở rồi. Yeah, definitely gotta come there early if you're gonna get anything. Yeah. Our line is waiting. It's only like open like 30 minutes, mở có 30 phút thôi là cái quán đông nghẹt luôn rồi. Bàn nhỏ 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 nhỏ, mấy chỗ nhỏ 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 vậy đó. Người kêu tô ăn rồi vậy đó, thấy không? Bàn ba người ba tô rồi mà có cái mình kêu nhiều là tại vì mình kêu để mình review. Nên mình kêu nhiều mà ăn không hết là mình cũng không có được chưa được to go đem về. Này nè, đây thì Quỳnh đi siêu thị mua về nè. Đó, mua thêm mớ bánh, mớ snack đồ này kia nè. Oh JD, look at the snack. Oh, giống bánh luôn ha. Yeah, y chang luôn. Rồi đi qua khu quận 2 này toàn người Mỹ không, người nước ngoài không, không phải người Mỹ mà người nước ngoài không. Nên mình mua được nè cái siêu thị này nè. Bye. Mosquito. À, cho mũi. Mosquito for down here. Mũi gắn vô cho đựng mũi. Refills. À. And nước súc miệng. Cái gì vậy? It came with a button, Sandro. Oh. That, no, à, mẹ nhà mẹ nấu bánh canh nè. Rồi con đi ăn nè mẹ. Mẹ con cho mẹ mở ra thử cái này. Ôi ngon. Hấp dẫn không? Ừ. Tự nhiên đi ngang thấy cái tiệm đó có thấy hấp dẫn quá. Chưa ăn nhưng mà nhìn hấp dẫn à. Miếng thịt nó dính với nhau mà. Cái màu sắc nó đẹp rồi. Này mà bỏ vô lò nướng không dầu của mình làm lại cái là ngon lành nè. Ồ đi ngang quá này, ngờ quá này nổi tiếng luôn. Nổi tiếng bán heo quay, vịt quay đồ này kia luôn coi nào. Dạ. Hấp dẫn không? Giá heo anh. Muôn ký. Thôi giá heo giòn luôn. Giá heo mẹ, nó làm nguyên một tảng dài cỡ chừng cái nửa mét. Rồi người ta phải cắt ra dĩa, con kêu để dài cho con mà. Bà chị nó thôi thì phải cắt ra. Mày đâu gì? Vịt quay. Trời ơi, vịt quay nữa hả? Phải không mẹ? Miếng da heo mày thấy cái gì đó là một miếng da heo đó là mày thấy dài tới cỡ nào? Mà ăn nó có giòn mềm không con? Ăn thử con chưa, ăn chung chưa ăn. Đây nữa nè. Ờ, có gì chiều nay gia đình mình ăn này. Mua cho mấy đứa nó cây sáo giận thổi sáo rồi. Yeah. Ồ đi ngang quán nó nhìn thấy hấp dẫn lắm ngoài ơi. Hấp dẫn không? Chiều nay là chưa biết ăn bánh mì hay là ăn bánh hỏi nên là cũng phải mua bánh hỏi về. Cái gì vậy ạ? À, ăn. Con đang thổi ba đi nó con làm mồm mà. Đâu con thổi cho bà cô chú nghe coi.
Rồi cả nhà ơi, nhanh gọn lẹ một cái video vậy nguyên một ngày của Ngọc và gia đình quay cho cả nhà xem ha. Dùng chưa tới ngày, mới nửa ngày, giờ mới 12 rưỡi à. Rồi nếu mà giờ tới chiều mà có quay thêm gì được nữa gì thì Ngọc làm video clip tiếp theo đăng lên nha cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào ngày mai. Bye bye.